Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nông dân tỉnh Nam Định mở rộng diện tích trồng cây dưa lê. Thanh niên Hải Dương khởi nghiệp làm giàu trên mảnh đất quê hương. Bắc Ninh đạt 92,5% tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Nghiên cứu thực trạng và biện pháp xử lý stress trong học tập của học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dưa lê đang dần trở thành cây trồng chủ lực của nhiều địa phương vùng ven biển của tỉnh Nam Định, nơi có tỷ lệ đất cát cao rất thích hợp cho loại cây trồng này. Nhiều mô hình sản xuất dưa lê hàng hóa gắn với chuỗi giá trị được hình thành mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Tại xã Gia Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, diện tích trồng dưa lê đang không ngừng gia tăng qua nhiều năm. Theo ước tính của người trồng dưa nơi đây, mỗi sào dưa cho năng suất từ 5 tạ đến 7 tạ, đến kỳ thu hoạch thương lái đến tận ruộng thu mua, lãi suất mỗi vụ trên 4 triệu đồng một sào, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện nay, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa giống dưa lê vào trồng trái vụ để nâng cao thu nhập. Việc chuyển đổi diện tích cây trồng cho giá trị kinh tế cao luôn là điều cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm và khuyến khích người nông dân. Với hiệu quả của cây dưa lê ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy đang mở ra hướng đi mới cho các địa phương của tỉnh Nam Định trong việc phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị. Đây cũng là mục tiêu cốt lõi của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà Nam Định đang hướng đến. Năm 2018, Hà Nam đã triển khai xây dựng hai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ sông trong ao với tổng diện tích ao nuôi là 5,8 ha. Lần đầu được triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình nuôi cá sông trong ao không chỉ cho năng suất cao, bình quân đạt 15 tấn một bể nuôi, tương đương với 30 tấn một hecta, gấp từ 5 đến 6 lần năng suất nuôi truyền thống, mà còn cho chất lượng sản phẩm rất tốt và đạt an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đánh giá, việc chăm sóc quản lý ao nuôi được các hộ tiến hành theo quy trình công nghệ đã được tập huấn chuyển giao, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu yêu cầu của đề án. Hệ thống sông trong ao có thể chủ động sử dụng nguồn nước tại chỗ, không phụ thuộc nhiều vào nguồn nước cấp bổ sung, nước trong ao không cần thay thế mà có thể sử dụng tuần hoàn liên tục nhiều năm từ 8 đến 10 năm, khắc phục được tình trạng khó khăn về nguồn nước cấp của nhiều vùng nuôi trồng thủy sản hiện nay. Thay vì phải thay nước, hệ thống này không thay và thải nước ra ngoài, tránh được lây lan mầm bệnh sang các ao nuôi khác và ra môi trường xung quanh. Tuy nhiên, mô hình nuôi cá sông trong ao cũng đòi hỏi một số yêu cầu, điều kiện cao hơn nuôi thông thường, đó là yêu cầu về diện tích ao nuôi lớn tối thiểu 5.000 m2, độ sâu mực nước tối thiểu 2 m mới xây được một bể nuôi. Vị trí ao nuôi, cơ sở hạ tầng như giao thông, điện yêu cầu cao hơn nuôi thông thường, suất đầu tư lớn khoảng từ 700 đến 800 triệu đồng một bể nuôi. Trong đó chi phí xây dựng, máy móc, thiết bị khoảng 200 triệu đồng một bể. Chi phí vận hành, vật tư, thức ăn, con giống từ 500 đến 600 triệu đồng một bể. Trình độ kỹ thuật quản lý của người nuôi cao hơn, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật vận hành nghiêm ngặt. Ngoài ra, do hệ thống vận hành liên tục cần phải bảo dưỡng thường xuyên nên bắt buộc phải có máy phát điện, thiết bị dự phòng để thay thế khi gặp sự cố. Trên cơ sở những kết quả bước đầu từ mô hình điểm, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm cụ thể để áp dụng cho các mô hình tiếp theo được nhân rộng trong năm 2019. Được thị trường ưa chuộng lại cho hiệu quả kinh tế cao nên thành phố Hưng Yên đã khuyến khích các hộ dân mở rộng hình thức nuôi cá lồng trên sông theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có 11 hộ nuôi với tổng số gần 190 lồng cá, chủ yếu là cá chép giòn, cá diêu hồng, cá lăng, tập trung nhiều tại phường Lam Sơn, Minh Khai và xã Phú Cường. Theo các hộ cho biết, do được nuôi trên sông với sự chuyển động liên tục của dòng nước, nguồn thức ăn đảm bảo theo tiêu chuẩn, cộng với việc thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, định kỳ phòng trừ dịch bệnh nên cá lớn khỏe, không bệnh tật cho năng suất cao, chất lượng thịt ngon. Trung bình một năm, mỗi lồng cho thu một lứa từ 3 đến 4 tấn cá, đạt doanh thu từ 250 đến 300 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ cá thuận lợi, chủ yếu là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, nên đã mang lại lợi nhuận khá cao cho các hộ dân. Quý vị và các bạn thân mến, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã và đang trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện phong trào này, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Xác định vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, như tổ chức 438 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật,
hướng dẫn hoạt động kinh doanh cho cán bộ hội viên, giúp đỡ hỗ trợ 168 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp trong năm 2018, giải ngân hết 20 tỷ đồng của đề án 939 cho 39 dự án phụ nữ khởi nghiệp vay phát triển kinh tế. Đặc biệt, cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp do tỉnh hội phát động đã thu hút gần 500 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp hỗ trợ. Đây cũng là cơ sở để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp sát thực hơn để tiếp tục đồng hành với hội viên trong phát triển kinh tế, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Với những chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các cấp hội, phong trào đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp như luồng gió mới khơi dậy, tiềm năng sáng tạo, sự mạnh dạn tự tin trong các chị em. Mỗi người một ý tưởng, một cách khởi nghiệp phát triển kinh tế khác nhau, nhưng hơn cả là sự nỗ lực, cố gắng của các chị em sẵn sàng đóng góp công sức, quyết tâm làm giàu cho gia đình, làm giàu cho quê hương. Với quyết tâm lập nghiệp, làm giàu bằng chính bàn tay khối óc của mình trên đất quê hương, anh Nguyễn Viết Toàn ở xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương trở thành tấm gương điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi nhờ sản phẩm hàng tàu bê tông ly tâm công nghệ mới. Thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, cơ sở sản xuất sản phẩm con tiện hàng rào bê tông của anh Lương Viết Toàn đang hoạt động tấp nập. Hàng chục công nhân lao động đang mải miết làm việc. Trở về quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Toàn tiếp cận và làm quen với các sản phẩm bê tông đúc sẵn khi gia đình anh có một xưởng đúc các sản phẩm bê tông đơn giản. Nhận ra nhiều nhược điểm như mẫu mã ít, sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng độ bền chưa cao, dẫn đến kinh doanh kém hiệu quả. Từ những điểm này, Toàn bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu công nghệ mới nhằm tạo ra các sản phẩm bê tông có thể chịu lực tốt, phù hợp với thời tiết. Sau gần 4 năm hoạt động, Toàn đã có xưởng sản xuất hơn 300m² với tổng doanh thu gần 2 tỷ đồng một năm. Xưởng của Toàn còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương trung bình khoảng 7 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Hiện sản phẩm hàng rào bê tông ly tâm của Toàn đã đến với các công trình ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc và các tỉnh miền Trung như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Bình Phước. Niềm mơ ước của anh là quyết tâm mở rộng thị trường, mở rộng cơ sở sản xuất và tạo được nhiều công việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ. Khi mà mình có một đam mê, ví dụ như mình đam mê về sản xuất, về một sản phẩm, thì thứ nhất, cái cốt lõi đầu tiên là mình phải nắm được cái công nghệ. Về cái đầu ra sản phẩm thì là đầu ra mình phải đảm bảo chất lượng cho khách hàng. Sao mình bán hàng, mình mang cái giá trị thực cho khách hàng. Em muốn mở rộng hơn nữa về xưởng sản xuất và cũng mong muốn là có mở thêm nhiều xưởng sản xuất nữa và tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn nữa. Anh Toàn còn là một trong những thanh niên ưu tú, đồng thời cũng là một cán bộ đoàn cơ sở năng nổ tích cực tại địa phương, vừa công tác đoàn tốt vừa làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động. Lương Viết Toàn trở thành tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập, để nỗ lực khởi nghiệp thành công ngay trên chính quê hương mình. Thái Bình là một trong những tỉnh, thành phố có nguồn nhân lực dồi dào nhất cả nước nhờ có sự quy hoạch phát triển các khu cụm công nghiệp và rất nhiều lao động vốn là nông dân đã có thể tìm được một công việc ngay tại quê hương với thu nhập ổn định. Tuy nhiên lao động thì nhiều, chủ yếu là lao động sản đơn, sẽ khó thích nghi với các nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại 4.0. được đào tạo bài bản. Trước đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác, những năm gần đây, công ty cổ phần sợi Trà Lý đã nhập về nhiều máy móc hiện đại, nâng cao tỷ lệ tự động hóa trong sản xuất và để có được một lao động có tay nghề vận hành các máy móc trên, doanh nghiệp đã phải bỏ ra vài chục triệu đồng để đào tạo. Các doanh nghiệp mà chúng tôi đang thực hiện hiện nay là những cái doanh nghiệp mà đang đi đầu trong cái lĩnh vực 4.0 ấy. Theo như kêu gọi của chính phủ ấy, thì có lẽ chúng tôi là cũng là một trong những doanh nghiệp mà có lẽ là đang rất là thiếu lao động. Do đặc trưng của ngành nghề đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp tại Thái Bình chủ yếu tuyển các lao động phổ thông chưa qua đào tạo. Ngay cả ngành may, lĩnh vực được cho là sử dụng nhiều lao động nhất tại Thái Bình, cũng phải mất chi phí, thời gian cho việc đào tạo một công nhân có tay nghề cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo từ Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, sau 21 ngày ra quân, đến thời điểm này, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã phỏng vấn được hơn 396.000 hộ dân trên tổng số hơn 428.000 hộ, tỷ lệ hoàn thành đạt 92,5%. Theo đó, khu vực thành thị đã hoàn thành phỏng vấn đạt 92,6%,
khu vực nông thôn hoàn thành phỏng vấn đạt 92,4%, đảm bảo tiến độ đề ra. Các địa phương có tiến độ điều tra nhanh nhất là huyện Lương Tài đạt 99,5%, tiếp theo là huyện Gia Bình và Thuận Thành đều đạt 94,5%. Huyện hoàn thành thấp nhất là Tiên Du đạt 88%. Theo Cục Thống kê cho biết, sở dĩ Tiên Du đạt tỷ lệ điều tra thấp nhất là vì địa bàn huyện có số lượng lớn người dân làm ăn xa và buôn bán. Bên cạnh đó, lại đông công nhân thuê trọ, giờ giấc không cố định nên khó tiếp cận để thu thập thông tin. Trong quá trình triển khai tổng điều tra, nhiều chủ hộ vắng nhà vào ban đêm nên các điều tra viên chủ yếu tranh thủ đi điều tra phỏng vấn vào buổi tối. Tuy nhiên, với sự ủng hộ tích cực của người dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các điều tra viên đang tập trung cao độ gấp rút hoàn thành cuộc tổng điều tra vào ngày 25 tháng 4. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương vừa nghiệm thu đề tài ứng dụng công nghệ CES xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp nhất tại một số sở ngành của tỉnh Hải Dương. Đề tài do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trong 2 năm 2017 và 2018. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ hệ thống quản lý thông tin hợp nhất tại nhiều sở ngành, ứng dụng công nghệ GIS nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính, tiết kiệm thời gian tại 7 sở gồm Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải và Công thương với 6 mô đun, quản trị cơ sở dữ liệu, biên tập bản đồ, khai thác và phân tích dữ liệu trên bản đồ, tra cứu, tìm kiếm dữ liệu, quản trị phân quyền người dùng, tổng hợp kết xuất báo cáo. Xây dựng được mô đun tự động kiểm tra dữ liệu, ứng dụng trên điện thoại cho hệ thống quản lý thông tin và thu thập, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu hợp nhất của 7 sở. Tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh vừa qua, đề tài nghiên cứu về thực trạng và biện pháp xử lý stress trong học tập của học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tiên Lữ của hai em Huỳnh Ngọc Mai và Nguyễn Thị Diệu Anh, học sinh lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đã đạt giải nhì lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Đây là dự án được hai em ấp ủ thực hiện với nhiều quyết tâm và nỗ lực để hoàn thành. Là học sinh cuối cấp, Huỳnh Ngọc Mai và Nguyễn Thị Diệu Anh đều đang tập trung trao dồi kiến thức để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang đến gần, kỳ thi mang yếu tố quan trọng để các em có điều kiện hoàn thành ước mơ của mình. Tuy nhiên, trước những áp lực về điểm số, thành tích, kiến thức khổng lồ dễ dẫn đến trạng thái stress trong các em, từ đó trưởng nhóm Huỳnh Ngọc Mai đã hình thành ý tưởng đi sâu vào thực trạng và tìm ra những giải pháp cải thiện những stress của học sinh cuối cấp. Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa như hiện nay ạ, em nghĩ là người học sinh thì phải chịu rất là nhiều chiều tác động. Thứ nhất là người học sinh sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển, nhưng mà đồng thời thì cũng sẽ phải chịu những áp lực rất là nặng nề từ gia đình, từ xã hội. Cái sự nảy sinh trạng thái stress là điều vô cùng tất yếu, và đôi khi stress ở mức quá tiêu cực thì có thể khiến cho người học sinh cảm thấy là chán nản và mệt mỏi, và thậm chí là sẵn sàng cái tâm lý là buông xuôi tất cả mọi thứ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phùng Thị Bính, giáo viên bộ môn lịch sử của nhà trường, hai em bắt tay vào quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài từ tháng 9 năm 2018. Các em chia sẻ, stress là tình trạng căng thẳng thể hiện mối tương tác giữa tác nhân công kích và phản ứng của cơ thể xuất hiện khi áp lực vượt quá khả năng thông thường để đối phó của bộ não. Thực trạng nghiên cứu tại khối 12, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ cho thấy mức độ stress ảnh hưởng ở các em dưới các mức độ khác nhau, biểu hiện thông qua cơ thể, trí tuệ, cảm xúc hay hành vi. Cải thiện thực trạng đó, hai em đã đề ra những nhóm giải pháp cụ thể như chủ động làm chủ cảm xúc của bản thân, quản lý được căng thẳng của mình, bồi dưỡng và rèn luyện cơ thể để có sức khỏe tốt, tăng cường tham gia các hoạt động tập thể. Cũng rất là bất ngờ trước cái ý tưởng của các em, một cái ý tưởng mà xuất phát từ chính cái thực tiễn cuộc sống cũng như là cái quá trình học tập của các em. Và cái ý tưởng này nó có cái ý nghĩa thực tiễn và nó có khả năng mở rộng, không chỉ ứng dụng cho học sinh khối 12 cũng như các cấp học khác. Thậm chí là những cái giải pháp mà các em đề xuất ra ấy, nó còn có khả năng ứng dụng ở trong những cái nhóm người khác nhau chứ không chỉ là học sinh. Đề tài nghiên cứu của hai em không chỉ dừng lại ở nghiên cứu khoa học mà còn mang lại niềm vui cho các bạn học sinh khi được chia sẻ lắng nghe, từ đó biến stress trở thành động lực để các em phấn chấn cố gắng nhiều hơn trong học tập và cuộc sống. Thực hiện thông tư số 39 của Bộ Y tế quyết định gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến cơ sở, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai các giải pháp thực hiện và bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Theo thông tư 39/2017/TT-BET,
người dân sẽ được cung cấp các gói dịch vụ y tế cơ bản chăm sóc sức khỏe, gồm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả và gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe. Với gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, người bệnh được tiếp cận với 76 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và 241 loại thuốc áp dụng tại cơ sở y tế tuyến xã. Gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe, gồm các dịch vụ thiết yếu áp dụng tại trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã để chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe. Sở Y tế đã tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở cho các cán bộ y tế tuyến huyện và tuyến xã. Chỉ đạo triển khai dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tại 229 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, Sở Y tế rà soát và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế có đủ số phòng theo quy định để thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, nâng cấp trang thiết bị để thực hiện tốt gói dịch vụ y tế cơ bản. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương phối hợp với xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang, phối hợp phát động phong trào chống rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, học sinh hãy nhận thức sâu sắc và có những hành động cụ thể để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đến từng hộ gia đình, các khu dân cư, chợ, siêu thị, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là các loại túi nhựa, túi ni lông khó phân hủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sử dụng và tái chế, tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở thu mua tái chế phế liệu nhựa, các cơ sở sản xuất các sản phẩm nhựa và túi ni lông, tập trung giải quyết triệt để các cơ sở gây ô nhiễm đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và thực hiện tốt các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Hải Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kefico Việt Nam trao tặng xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang 20 thùng đựng rác, trồng 80 cây xanh tại khuôn viên trường cho cơ sở Quang Hưng và một số tuyến đường giao thông trong xã. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang và khám xét khẩn cấp người và nơi ở đối tượng Phạm Văn Độ, sinh năm 1972, ở số nhà 47 đường Đằng Sang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, về tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô. Quá trình khám xét, tổ công tác thu giữ tại chỗ một máy phách, hai điện thoại di động, hai iPad, 280 triệu tiền mặt, một xe ô tô Honda CR-V cùng một số vật chứng có liên quan. Trong ngày Độ bị bắt quả tang có 22 thư ký đã chuyển bảng tổng hợp số lô, số đề qua Zalo cho Độ với tổng số tiền giao dịch trị giá gần 900 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, các tổ công tác khác của ba đơn vị đã đồng loạt tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp người và nơi ở của 8 đối tượng khác có liên quan đều ở thành phố Hưng Yên, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi và nhận lô đề cùng số tiền hơn 270 triệu đồng. Được biết, Độ chính là chủ đề và là đối tượng cầm đầu trong đường dây. Hàng ngày Độ nhận các bảng tổng hợp số lô đề qua tin nhắn Zalo của hàng chục thư ký với số tiền giao dịch trên dưới 1 tỷ đồng. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các đơn vị đấu tranh mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây. Mặc dù chưa bước vào mùa mưa bão, nhưng trên sông Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Quất, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Theo người dân địa phương, nguyên nhân của sự sạt lở này là do tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra lén lút ở khu vực này trong một thời gian dài. Đến nay, số diện tích đất bãi sông chuyên trồng dâu và sắn dây của bà con nông dân bị mất đi đã lên đến 40.000 m2. Để bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngoài bãi sông của nhân dân thôn Phương Quất, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Long đã phải dựng từ 3 đến 5 lán trại ngoài bãi sông để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, đồng thời cắm hàng lưới tre dài tới gần 200 m ở dưới sông để ngăn chặn tàu vào khu vực bãi sạt lở hút cát. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống khai thác cát trái phép các địa phương, hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép trên một số tuyến sông có chiều hướng gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.